Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng nay, thứ hai ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Những nội dung chính sẽ có trong bản tin. Lượng thí sinh nhập học đợt 1 năm 2024 tại trường Đại học Hải Phòng tăng cao hơn so với các năm học trước. Liên minh hợp tác xã cùng các đơn vị triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dịch vụ. Cùng với đó là nhiều thông tin quan trọng khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, đoàn công tác của Ban Công đoàn Quốc phòng vừa tới thăm tặng quà cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 50 tham gia phòng chống khắc phục hậu quả bão số 3. Trước, trong và sau khi bão số 3 đổ bộ vào địa bàn, đơn vị luôn theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì quân số trực nghiêm túc, chủ động phối hợp với các lực lượng đóng quân trên địa bàn, cung cấp ủy chính quyền địa phương hỗ trợ thiết thực hiệu quả giúp nhân dân giảm thiểu thiệt hại của bão. Đến nay, Trung đoàn đã cử gần 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả sau bão, tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường, khôi phục mạng lưới giao thông, các công trình sập, cây gãy đổ. Thời gian tới, đơn vị xác định tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, vừa khắc phục hậu quả do bão ảnh hưởng trong đơn vị và cử lực lượng sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố tình đoàn kết quân dân, làm sáng ngời phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tô thắm thêm truyền thống của đơn vị. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết thúc tuyển sinh đợt 1 2024, cả nước có gần 551.500 thí sinh trúng tuyển đại học, đạt tỷ lệ 81,87% xác nhận nhập học. Như vậy, so với năm 2023, số lượng thí sinh trúng tuyển và tỷ lệ nhập học đều tăng. Tại trường Đại học Hải Phòng, lượng thí sinh nhập học năm nay được đánh giá là nhiều hơn với điểm số cao hơn so với các năm học trước. Đủ điểm đỗ vào khoa kinh tế trường Đại học Hải Phòng theo phương thức xét tuyển học bạ, em Trần Thị Phương Anh được hướng dẫn các thủ tục cần thiết để hoàn thiện đăng ký nhập học vào trường. Em thấy năm nay điểm của trường Đại học Hải Phòng tăng so với lại mọi năm, đặc biệt là những ngành như là sư phạm, em thấy là tăng so với mọi năm rất là nhiều. Là một phụ huynh người Cát Bà, từng cho con trai theo học 3 năm tại một trường trung học phổ thông liên cấp của Hà Nội. Tuy nhiên năm học này, chị Đào Thị Loan cũng quyết định cho con xét tuyển vào học tại khoa kinh tế trường Đại học Hải Phòng. Tôi cũng tìm hiểu về trường Đại học Hải Phòng, rồi cháu thứ nhất là gần nhà, thứ hai là trường thì cũng có nhiều phát triển, nên là tôi hy vọng là gửi cháu về trường Đại học Hải Phòng. Tại ngày nhập học đầu tiên của trường Đại học Hải Phòng, ghi nhận lượng thí sinh đông với điểm số nhập học cao hơn rất nhiều so với những năm học trước. Đặc biệt, có những ngành năm đầu tiên mở, nhà trường cũng đã thu hút một lượng lớn thí sinh đăng ký cùng điểm số cao ngoài mong đợi. Năm 2024 thì điểm số trúng tuyển vào các ngành của trường Đại học Hải Phòng đã có cái sự tăng lên rõ rệt. Các ngành tăng trung bình của các ngành tăng từ 2 đến 3 điểm. Với cái kết quả tuyển sinh như vậy thì trường Đại học Hải Phòng đang có một cái niềm tin, một cái sự hứng khởi mới và phấn chấn mới trong cái công tác đào tạo, đặc biệt là sẽ phải xây dựng một cái thương hiệu cũng như hình ảnh và nâng cao cái chất lượng đào tạo của nhà trường. Với việc xác nhận nhập học trên 3.000 chỉ tiêu cùng điểm số cao, trường Đại học Hải Phòng chỉ bổ sung 95 chỉ tiêu đối với 6 ngành học trong đợt xét tuyển 2, đó là ngành công tác xã hội, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, kinh doanh số và đổi mới sáng tạo, công nghệ kỹ thuật xây dựng, công nghệ điện tử, vi mạch và bán dẫn, kiến trúc. Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển bằng kết quả thi trung học phổ thông dao động từ 17 đến 23 điểm và bằng kết quả học tập trung học phổ thông dao động từ 21 đến 25 điểm. Đợt xét tuyển bổ sung sẽ kéo dài từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 12 năm 2024. Tuy nhiên, ở đợt xét tuyển bổ sung này, các trường hoàn toàn chủ động về mốc thời gian, hình thức nộp hồ sơ, các điều kiện phụ như ngoại ngữ, điểm các môn năng khiếu. Do đó, thí sinh chưa đỗ đợt 1 muốn tham gia xét tuyển đợt bổ sung này cần tìm hiểu kỹ các chỉ tiêu xét tuyển, thời gian và hình thức nộp hồ sơ xét tuyển, các quy định tiêu chí phụ của nhà trường đưa ra. Triển khai nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về việc tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã cùng các đơn vị đã chủ động có những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tìm ra hướng đi phù hợp,
từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh dịch vụ. Và đoạn cuối. Toàn thành phố có 385 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân đang hoạt động. Với sự chủ động đổi mới, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách hỗ trợ, không ít đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ hiệu quả, góp phần tích cực trong tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho thành viên, người lao động, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng được một cái cơ sở sản xuất rau an toàn với quy mô trên 1.000 mét vuông nhà lưới. Hiện nay thì qua một năm hoạt động thì mô hình này còn hoạt động rất là tốt. Nhận thức đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ giải pháp được đặt ra trong nghị quyết. Theo đó, thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã thành phố đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức đúng, đầy đủ về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tới các đơn vị địa phương. Bản thân tôi thì cũng rất là tích cực tham gia vào các cái hội chợ triển lãm như thế này, thì rất là mong thời gian tới thì Liên minh Hợp tác xã của các tỉnh sẽ liên kết với nhau để các cái sản phẩm uy tín chất lượng được giao lưu quảng bá chéo cho nhau, mua cho nhau, bán cho nhau và kết nối với nhau. Bởi vì nếu có đi như thế này thì mới tiếp cận được khách hàng, đưa cái sản phẩm ngon nhất, chất lượng nhất, tốt nhất đến tận tay người tiêu dùng. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và thành phố, Liên minh Hợp tác xã thành phố tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn đọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã. Đây sẽ là cơ sở nền tảng để triển khai hiệu quả nghị quyết số 20, cũng như thực hiện thắng lợi nội dung về phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh tế mà nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã chỉ rõ. Đẩy mạnh phát triển khu vực kinh tế tập thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển hiệu quả trong mọi lĩnh vực, coi đây là nền tảng phát triển kinh tế xã hội bền vững. Bộ Nội vụ vừa có văn bản thống nhất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phương án nghỉ Tết âm lịch 2025 và một số ngày nghỉ lễ trong năm 2025. Theo đó, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ công chức viên chức được nghỉ 9 ngày từ ngày 25 tháng 1 đến hết ngày 2 tháng 2 năm 2025, tức là từ ngày 26 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Ất Tỵ. Về nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm sau, Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ công chức viên chức được nghỉ 5 ngày từ ngày 30 tháng 4 năm 2025 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2025. Về đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh, Bộ Nội vụ cũng đồng tình phương án cán bộ công chức viên chức được nghỉ 4 ngày từ ngày 30 tháng 8 năm 2025 đến hết ngày 2 tháng 9 năm 2025. Đột quỵ ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa, nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời, người bệnh sẽ phải sống với những di chứng suốt đời, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống và kinh tế của cả gia đình. Các chuyên gia y tế đã đưa ra khuyến cáo về thời gian vàng trong cấp cứu đột quỵ. Đây là một mốc quan trọng để quyết định cuộc sống và sự phục hồi của người bệnh. Bệnh nhân Nguyễn Thị Dậu, 84 tuổi, nhập viện do tắc mạch máu lớn, phải điều trị can thiệp lấy huyết khối. Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân có tiền sử tim bị hẹp van hai lá và phải dùng thuốc chống đông gần 4 năm nay. Tuy nhiên, trong một lần điều trị viêm tụy cấp, bà đã tự ý dừng thuốc chống đông. Sau 10 ngày, bà đã phải nhập viện cấp cứu do đột quỵ. Sáng gọi mua đồ ăn cho bà, thấy bà là liệt nửa người, nhưng mà cũng chỉ gọi là u ớ thôi. Thế là đem xe chuyển bà sang đây cấp cứu. Bác sĩ hút cái máu đông ra. Đến giờ thì bà nói chung bà cũng trở lại cũng tương đối ổn. Thì bệnh nhân này đã tự ý bỏ thuốc chống đông mất khoảng 10 ngày. Nên là tim của bệnh nhân tạo huyết khối và văng lên trên mạch não, gây ra tình trạng đột quỵ. Và đột quỵ của bệnh nhân này đột quỵ rất là nặng, tắc một cái động mạch rất là lớn và gần như là nuôi nửa bán cầu. Và rất may là bệnh nhân này đến còn có thời gian để lấy được huyết khối ra, nên là bệnh nhân mới phục hồi được rất là tốt. Nếu như bệnh nhân đến muộn hơn một chút nữa, hoặc là trong trường hợp bệnh nhân không can thiệp lấy được huyết khối, thì gần như chắc chắn là cái tỷ lệ nằm liệt một chỗ là gần như là chắc chắn, thậm chí là bệnh nhân này có thể tử vong. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân hay gặp ở người cao tuổi, phần lớn là do người bệnh còn chủ quan khi dùng thuốc và cũng không hiểu rõ mức nguy hại của việc tự ý dừng thuốc. Với những bệnh nhân mà bệnh lý mạch máu hoặc bệnh lý tim mạch mà đã có chỉ định dùng thuốc chống đông, thì cái thuốc chống đông gần như là một cái đánh đóng vai trò là sống còn đối với bệnh nhân, vì nó dự phòng rất nhiều các yếu tố nguy cơ về bệnh lý mạch máu, ví dụ như bệnh mạch vành, bệnh mạch não.
Nếu như trước đây đột quỵ não nguy cơ tử vong và di chứng để lại cho người bệnh là rất cao, nhưng ngày nay nhờ việc ứng dụng các phương pháp kỹ thuật hiện đại trong điều trị, đột quỵ não đã không còn là căn bệnh nan y mà còn có thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, hiệu quả của điều trị lại phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức và sự hiểu biết về bệnh của mỗi bệnh nhân và người thân chăm sóc họ. Vì vậy, các chuyên gia y tế luôn nhấn mạnh giờ vàng trong cấp cứu đột quỵ chính là khung thời gian để quyết định thành công trong cứu chữa ca bệnh, cũng như quyết định những di chứng để lại suốt đời ở những ca bệnh cấp cứu muộn. Phần cuối bản tin thời sự sáng nay là những thông tin dự báo thời tiết. Chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau. Thông báo, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, cụ thể như sau. Tuyển cộng tác viên làm công tác biên tập dẫn chương trình, số lượng từ 3 đến 5 người. Công việc, biên tập viên đọc và dẫn các chương trình bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài, tiếng Anh, Hàn, Nhật. Tiêu chuẩn, điều kiện là công dân Việt Nam tuổi từ 18 đến 25, giới tính, nam, ngoại hình ưa nhìn, chiều cao từ 1m65 trở lên, phát âm chuẩn, có khả năng viết và dẫn chương trình, tốt nghiệp đại học hoặc đang học đại học, ưu tiên ngành học báo chí và các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Hồ sơ dự tuyển gồm có đơn xin dự tuyển, sơ yếu lý lịch, dán ảnh 46 có xác nhận của chính quyền địa phương, bản sao có chứng thực, bằng tốt nghiệp đại học, các bằng cấp và chứng chỉ khác nếu có, căn cước công dân. Lệ phí xét tuyển 200.000 đồng một người. Nơi nhận hồ sơ, phòng tổ chức hành chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, số 2 Nguyễn Bình, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 0912 453 118. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 15 tháng 8 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2024. Hồ sơ dự tuyển không trả lại. Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ trực tiếp liên hệ với những thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển. Trong thời gian làm cộng tác viên và phóng viên, nếu đáp ứng tốt với công việc, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sẽ ký hợp đồng tuyển dụng chính thức.